Nụ hôn ngọt ngào lên trán thay lời cảm ơn của Phan Hiển đến người vợ luôn cổ vũ, động viên và đồng hành cùng anh trong sự nghiệp thể thao. Trên trang cá nhân, Khánh Thi vui mừng chia sẻ với người hâm mộ về thành tích của Phan Hiển. Hương Hê Nhi đăng bức ảnh ôm mẹ, ngồi bên hiên nhà ở Đắk Lắk và tự chúc mừng sinh nhật mình. Tuổi 30 của cô đánh dấu với bộ phim đầu tay năm 78 Phát đạn của kẻ điên ra rạp từ ngày 20 tháng 5. Trên sóng truyền hình, Linh Ly tiết lộ cô chưa bao giờ dám công khai giới tính thật với người bố đã mất. Điều này đã khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động mỗi khi nhắc lại. Sau 2 năm bị hoãn liên tục vì Covid-19, ca sĩ Quang Hà đang gấp rút và hồi hộp chuẩn bị cho show diễn được đầu tư trên 10 tỷ đồng. Chiều lòng fan và số lượng ghế nhà hát có hạn, nên Quang Hà và ekip quyết định thực hiện 3 đêm nhạc. Cát Vượng chia sẻ mình từng stress, mất ngủ vì chuyện công bố chia tay Kiều Minh Tuấn. Khi được hỏi sau khi chia tay, có điều gì tiếc nuối, Cát Vượng nói, nếu vì chia tay mà tôi với anh Tuấn cạch mặt nhau, tránh nhau trong các dự án phim, đó sẽ là tiếc nuối rất lớn. Trúc Nhân đã đăng tải một đoạn clip phỏng vấn của mình và Miu Lê về quá trình thực hiện MV Có Không Giữ Mắt Đừng Tìm. Nam ca sĩ thừa nhận ngay khi nghĩ ra ý tưởng thực hiện MV, Miu Lê chính là người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh mà không còn một người nào khác. Phương Oanh tiếp tục gây bão mạng bằng loạt ảnh bikini nóng bỏng. Kể từ sau khi đóng máy bộ phim Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh chú ý đến chế độ dinh dưỡng và siết cân chặt chẽ để sở hữu body đáng mơ ước.